Mến. Và trong ngày trọng đại, ngày lễ vu quy của cô dâu Huyền Trang và chú rể Đình Bút ngày hôm nay, thì bà Bùi Thị Mơ cũng có một món quà nhỏ gửi trao đến con gái ạ. Xin mời bà Bùi Thị Mơ và ông Vũ Văn Niêm và bà Bùi Thị Mơ sẽ có một món quà nhỏ gửi trao đến con gái trong ngày hạnh phúc nhất của con mình. Chương trình xin được kính mời lên sân khấu là em gái Vũ Thị Lan Anh sẽ có một món quà nhỏ gửi đến anh, gửi đến chú rể Đình Bút. Trong ngày vui, ngày phúc trọng đại nhất của cuộc đời mình thì xin kính mời hiện diện trên sân khấu, đó là ông bà nội ngoại của cô dâu Huyền Trang ạ.